Dạ rồi, em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hôm nay hai vợ chồng anh chị đã vui chưa? Dạ vui. Ngày hôm qua thì chị thì khóc nhiều ha, còn anh thì rất buồn. Nhưng mà hôm nay cả nhà mình thì vỡ òa rồi đúng không ạ? Niềm vui vỡ òa rồi. Chị có thể chia sẻ cái cảm giác khi mà chị gặp được con? Dạ, lúc chiều nó về á, em gặp nó, em ôm, em mừng, em khóc. Nói ông bà đem về con về cho em mừng quá trời mừng. Em tưởng không gặp được lại con em gặp nó, trời em muốn xẻo, em mừng lắm. Con em về với em hạnh phúc lắm. Em ôm, em khóc, con ơi đừng đi bỏ mẹ nữa, mẹ con mình đi về quê con ơi. Mình nói con muốn đi, con nhớ cha mẹ lắm. Tại vì con mất sốt, mất này kia rồi, con không dám về. Đó, hôm qua em đoán không sai mà. Dạ. Em nói là có khi là bé đi bán vé số, một là bán số bị mất số, hai là bán không hết rồi, bé dạ. Sợ ba mẹ không dám về. Hôm qua chị có tin vào mắt mình là con mình về không? Dạ không. Không tin luôn hả? Dạ, ba ngày không thấy tin tức nào hết trơn. Em lấy con tới vườn trời nè, ăn ngủ làm sao nữa, gặp người tốt đi dẫn về giùm với. Em nói ngày thứ ba mà không thấy, chắc em chết theo con em quá. Chồng em khi con gửi hai đứa nhỏ cho ông bà ngoại nuôi đi, hai vợ chồng mình uống thuốc tư vấn. Trời đất ơi. Rồi em nói chạy coi thêm chú Hải có tìm được con mình không, mình còn hy vọng bên chú Hải nữa với công an nữa. Tại sao mà mình lại có những cái suy nghĩ mà nông cạn như thế? Con thì ba đứa còn nhỏ mà mình suy nghĩ đến cái chuyện mà mức độ mà như vậy thì... Tại bên chồng nó có đứa con trai à, mà nhờ nó cũng sao lại tương lai nhờ con mình nữa. Trai hay gái con nào cũng là con, mình đừng suy nghĩ là con trai hay con gái nha. Rồi anh cái cảm giác hôm qua sao, cảm xúc sao? Dạ, vui, mừng. Mình hôm qua mình có ôm con khóc không? Có luôn hả? Dạ. Về mừng. Vì nãy giờ chỗ ai cũng lại mừng cho cháu hết, ai cũng khóc hết trơn, ai cũng thương nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời đúng không dạ. ạ? Dạ. Em đứng rồi mà ngày thứ ba nữa mà không thấy, chắc hai chồng em biết sống sao chứ. Em điện về cho mẹ nói mẹ ơi cháu chắc ngày thứ ba chưa thấy về, chắc ông bà ngoại giữ hai đứa con gái này, hai chồng con chắc đi theo con. Trời đất ơi, suy nghĩ nông cạn rồi, mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, mình có con rồi. Mình mà suy nghĩ như vậy là mình không có trách nhiệm với các con đó. Nhá, mình đừng có suy nghĩ dại dột vậy nhá. Rồi em nói thôi anh ơi, mình đi trình chú Hải rồi, cho chú Hải kiếm tiếp mình còn hy vọng chú Hải với công an nữa. Để coi sau này con mình có về không, hy vọng tới ông bà tổ tiên này kia kiếm con về tiếp giùm. Vì Út nó cũng ở dưới quê lên để kiếm tiếp, nghe người ta thấy con mình cũng mừng trong lòng rồi, nhìn vui rồi. Mà đâu sụp tối là nó chạy về, nó đứng trước chỗ em chạy em ôm nó, nó không muốn vô nhà nữa. Cái lúc đó là bần thần hết cả người đúng dạ. không ạ? Vậy là bà con cô bác ở dãy trọ là khóc hết luôn. Trời đất ơi. Chủ nhà trọ là ôm nó này kia. Thật sự cho được 50 ngàn cho nó đi mua bánh ăn nữa. Cái giây phút đó là giây phút thật sự là đáng nhớ trong cuộc đời đúng không ạ? Thôi bây giờ dù gì thì con cũng về rồi. Dạ. 2 ngày đúng không ạ? Dạ. Và mấy ngày hôm qua thì anh chị về đây nhờ anh em. Dạ. Thì hôm nay con về rồi, đó là cái điều mà rất là mừng rồi. Dạ. Là bây giờ là gia đình nhà mình khi mà con về là mình quyết định sao đây? Về quê. Dạ, về quê. Về quê hả? Là dạ. Hải xong bữa rồi, nay là trình công an rồi hết trả trọ đi về. Không ở trên đây nữa, em sợ quá trời sợ. Mời cỡ chiều về. Tối bắt xe về. Bắt xe về quê. Là về quê là về dưới là mình có kế hoạch gì chưa? Em về dưới em làm hồ. Ở đỡ nhà chị chồng á, ở trước đỡ che cái chòi ở đỡ. Nào muốn được nhà thì mình dọn đi rồi cho chồng đi làm. Em đi dưới kiếm việc làm cho nhà coi bé. Còn ba đứa con sao đây? Đăng ký học. Ừ, đúng rồi, phải cho các bé đi học đi. Dạ. Cho ba làm hồ đỡ từng biết chữ từng rồi, từng giờ phải cho con biết chữ. Xuống dưới cho ba cái việc làm đỡ ổn định rồi cho đăng ký cho đi học. Chuyện gì thôi, chuyện gì sóng gió nó đã qua rồi. Dạ. Thật sự hai vợ chồng anh chị thì bản thân em cũng rất là thương. À, khi mà em đăng ký video lên á, dạ. thì cũng nhiều cô chú anh chị cũng có comment rằng là tại sao mà chồng bự con to như vậy mà không đi làm. Thì dạ thưa cô chú anh chị, thì anh cũng có cái nỗi khổ riêng, đó là anh giơ cái chân lên đi. Đó, dạ thưa cô chú chị, anh thì bị cái chân bị teo, gọi là cái này là teo cơ hả anh? Yeah. Teo cơ thì cũng đi xin việc rất nhiều nơi. Được rồi anh cứ để xuống đi. Xin việc rất nhiều nơi thì nói chung anh cũng xin nghề bảo vệ, xin nhiều nghề rồi, nhưng mà lại người ta không có nhận đó cô chú anh chị. Người ta bảo là chân yếu, không có đủ sức khỏe để mà làm công việc. Nên
nhiều người cũng không có nhận, thì anh chỉ biết là đi làm hồ. Làm hồ hiện tại thì cũng đang thất nghiệp, gọi là lúc thì có việc lúc không. Chứ bản thân anh thì không phải là anh lười biếng hay là anh không chịu đi làm đâu cô chú anh chị ạ. Đó là vì nói chung là vì anh bị chân cẳng bị như vậy thì mình cũng thông cảm cho ảnh. Rồi thì hôm nay gia đình nhà mình vui rồi ha. Dạ. Con về là vui rồi. Dạ. Rồi con trai nói chuyện với chú nha. Chú chào con nhá. Con chào chú. Ngoan. Con trai tên gì? Con tên Hiếu. Con 11 tuổi. Hiếu ha. Hiếu vừa rồi là Hiếu đi bán vé số ở đâu? Chợ lớn hay chợ nhỏ? Đường lộ lớn. À, đường lộ lớn ha. Rồi sao? Người ta lấy của con hết rồi. Trời đất ơi, lấy của con hôm đó bao nhiêu vé số con? 84 vé. 84 vé là người ta lấy sạch sẽ hết luôn. Con có mất tiền bạc gì không? Rồi. Nhiều không con? 84 vé. À, chỉ 84 vé số thôi hả? Rồi là con sợ về ba mẹ la hả? Rồi là con đi luôn. Rồi con ăn ở đâu, ngủ ở đâu, như thế nào? Nằm ở chỗ ghế đá. Nằm ghế đá. Rồi có ai cho con ăn không? Có. Ai cho? Con đi xin tiền, người ta cho con ăn. Con xin tiền luôn. Con xin sao? Con nói chú nghe nào. Con xin cô chú, con xin 5.000 một ngày muốn gì ăn. À, vậy là cô chú thương ha. Rồi là con ngủ tối cũng ngủ ghế đá. Có bị mũi cắn không? Có lạnh không con? Có. Trời đất ơi, sao con không đi về nhà? Sao con không đi về nhà? Sợ mẹ la. Trước kia mẹ có la vậy không? Không. Có lần nào con mất như lần này không? Có lần này. Lần này hả? Vậy là về sợ ba mẹ la hả? Ba mẹ nhà mình có tiền không con? Nhà nghèo lắm chú ơi. Trời ơi, nghe mà đứt ruột luôn cô chú anh chị. Nhà nghèo lắm hả? Con là con lớn trong gia đình hả? Con đi bán vé số để làm gì? Để nuôi hai đứa em. Ôi trời đất ơi. Nghe cái câu này thật sự rất đau lòng. Con trước kia con có được đi học không? Không được đi học hả? Con có thích đi học không? Thích hả? Nhưng sao con không đi học? Tại ba nhà con nhà nghèo, ba mẹ không có tiền. Ôi trời ơi. Bé thật sự mới 11 tuổi mà nói câu nào ra đau lòng cô đó, cô chú anh chị ạ. Vậy là con rất thích đi học, nhưng mà nhà nghèo, con phải đi bán vé số để phụ mẹ nuôi em. Con đi bán vé số này lâu chưa con? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Thường thường là con đi bán một ngày được bao nhiêu tờ? Dạ có 200 tờ. 200 tờ hả? Mình con hả? Giỏi dữ hả? Rồi là sáng là mình đi bán hay như thế nào? Bán sáng sáng thì qua công ty ngồi bán. Rồi chiều thì đi vòng vòng bán. Con gặp các cô chú anh chị thì con chào cô chú anh chị mua vé số làm sao? Con nói chú nghe nào. Mua dù con tờ vé số. Vậy là cô chú mua. Mình có bạn ở ngoài không? Có quen bạn nào lứa tuổi như con ở ngoài đi bán vé số không? Ở dưới quê không? Ở dưới quê không ha? Ừ. Những ngày qua, mấy ngày qua là con chủ yếu là con ăn cái gì? Ăn cơm. Ồ, có tiền ăn cơm luôn. Vậy là xin được tiền cô chú anh chị là mua cơm ăn. Trời ơi. Rồi là khi mà sao mà quyết định con về? Nhớ mẹ. Nhớ chịu không nổi đúng không? Nhớ em nữa đúng không? Chú hỏi này. Tối con nằm ghế đá con có khóc không? Không khóc hả? Nhưng mà con rất nhớ ba mẹ đúng không? Muốn về mà sợ mẹ la đúng không? Mẹ thường thường ở nhà mẹ có hay la con không? Không la hả? Khổ thân, tí tuổi, 12 tuổi mà người nhỏ xíu ha. Bé ở nhà là bé có ăn được không chị? Dạ có, ăn nhiều lắm. Mình nói nó không mập nổi. Khi đi bán, khi ta cho ăn cơm, bánh mì này kia nữa. Có được uống sữa không? Dạ có, cho đi bán rồi tôi thấy nó nghiệp, tôi cho lóc lóc như này đem. Không, ý ý của em là ở nhà là anh chị có mua sữa cho bé uống không ạ? Dạ có. Có hả? Nó ăn đầy đủ hết trơn mà nó không mập nổi. Ông nhát đi ha. Giống ba nó còn cái tuổi chơi. Này là cái tuổi đang cấp sách tới trường mà dạ. Tuổi này là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi đi học.
Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng là vì cái điều kiện kinh tế khó khăn mà bé là phải đi mưu sinh. Thật sự rất là, đó là cái điều mà rất là xót xa. Con muốn đi học đúng không? Chú hy vọng rằng khi cái video này đăng lên thì sẽ có cô chú anh chị mạnh thường quân nào đó thương con, thương các em của con để giúp con được cấp sách tới trường nhá. Vậy là ba bị chân này lâu chưa con? Lâu. Con có thương cha không? Con thấy chân ba vậy thì con thương nhiều không? Ba thường thường ở nhà ba có nhậu nhẹt không? Ba không có nhậu. Lúc đẻ con ra ba bỏ nhậu luôn. À, ba thương con nhiều không? Ba có hay la mẹ không? Không, ba không có mẹ. Có la không con? Ba chỉ nói vài câu à. À vậy hả? Còn mẹ có la ba không? Không hả? Vậy là dưới quê nhà con là không có nhà hả? Không. Là ở đậu nhà người ta hả? Ở nhà cô hai. Cô hai có tốt không? Có cho ở không? Có hả? Là vậy thì là bây giờ là ba mẹ là quyết định cho con về quê. Dạ. Con có thích về quê không? Có. Cuộc sống ở dưới quê và cuộc sống trên này thì con thấy sao? Con thích cuộc sống ở đâu hơn? Quê. Sao con lại thích ở dưới quê? Ba con à, dưới quê cho ba có việc làm hả? Còn trên này ba không có hả? Đi quê bắt cua bắt ốc cũng sống được, đỡ lại mở mắt ra tốn tiền. Đúng rồi anh ạ. Dạ. Khi mà cuộc sống ở Bình Dương hay Sài Gòn hay Đồng Nai, nói chung là từ quê mà mình đi ra khỏi địa phương, đi tỉnh khác sống mà mình thuê trọ thì mở mắt ra là phải chi tiền rồi. Tiền ăn, tiền uống, tiền phòng trọ, tiền điện, tiền nước, rất nhiều kiểu tiền. Nếu mà trên đây mà mình mà hai đứa con mà để cho chỉ có hai mẹ con đi làm thôi mà anh mà thất nghiệp, gọi là đi làm đây cũng thất nghiệp cả 2 tháng mấy 3 tháng nữa, đâu có làm đâu. Dạ. Mấy nhỏ bán đủ tiền đóng tiền trọ thôi. Em sợ là không đủ á. Dạ. Bởi vì ngày mà hơn 200 ngàn mà cả hai mẹ con đúng không? Dạ, hai mẹ con ngày được 200 mấy phải không? Dạ. Rồi tiền ăn nữa. Ăn, tiền uống, tiền uống sữa, tiền nhà trọ. Chưa tính, em chưa kể đến cái lúc mà trái gió trở trời nhá. May mà gia đình nhà mình là ông trời ông thương, ông phù hộ sức khỏe cho các con là khỏe mạnh đấy. Em nói thật đấy. Chứ còn trường hợp quân nick, trẻ con là... Em và hứa với anh em đưa mấy con về lại có gì ăn đấy. Về quê hả? Em nhìn thấy anh rất là hiền lành đấy. Dạ, về quê lại. Là mình suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Là quyết định rời bỏ thành phố để về quê. Dạ. Về quê sống rồi. Có gì ăn đó hả? Dạ. Tại mắt con kiếm thấy con mừng với mình. Tại em cũng hứa. Em ăn chay 1 tháng. Kiếm được con cạo đầu ăn chay 1 tháng. Rất là mình thực hiện luôn đúng không? Dạ. Tại vì... Về là nhà trọ là cạo đầu là ăn chay 1 tháng đó. Anh là 33 đúng không? Dạ. Anh sinh năm 33, anh năm nay 33 tuổi đúng không? Dạ. 34. 91. 91 33 à? Ừ. Anh còn ít tuổi hơn em rồi đấy. Dạ. Còn chị là 28. Dạ. Hai vợ chồng thì em nói thật thì có thể là vì cái điều kiện không có cũng như đi làm nhiều á nên mà già nhìn già hơn tuổi ha. Dạ. Già hơn tuổi. Em làm đó em ai mướn gì em làm đấy mà lên đây thật nghiệp cỡ 3 tháng mấy 4 tháng. Đi chạy xe đi xin việc làm không ai nhận hết đấy. Không ai nhận hết. Dạ. Tại vì họ thấy cái chân của anh hả? Dạ. Nhưng mà ý mà mình mặc quần dài vào là họ có để ý không? Để ý. Vẫn để ý hả? Đi là mình giống ta đâu, mình đi khác ta. Tức là anh đi giống kiểu cà thọt đúng không? Dạ. Bước thấp bước cao. Dạ. Nên họ phát hiện được đúng không? Dạ. Vậy là họ không mướn. Đang đậu mướn mà. Khổ thế chứ. Làm hồ thì nói nhưng mà vô công trình thì người ta thấy đi nhìn ta không nhận. Làm hồ là anh phụ hay là anh xây? Trộn hồ này kia giác. Tức là đi làm như vậy nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Anh có làm nổi không? Cái gì em cũng làm được hết. Làm được đúng không? Nuôi con cái gì cũng làm được hết mà lên đây là ta không thấy mình vậy nên ta không nhận. Tội nghiệp. Con trai này, nếu mà thương ba thương mẹ thì lần sau đừng có bỏ đi như vậy nữa nha. Đừng làm ba mẹ buồn nữa nha. Con đi đâu con lỡ, ví dụ như trường hợp con bán vé số vừa rồi con lỡ mất rồi á, về con nói ba mẹ không la con đâu nhá, bởi vì con đâu muốn đâu. Vậy là con làm sao mà họ giật của con hay là con như thế nào mà họ lấy được của con? Con mệt quá nằm ngủ họ lấy hết luôn. Trời đất ơi, mệt quá nằm ngủ họ lấy hết, ai mà thất đức dữ à.
nha. Bây giờ nghe lời chú này, về với ba mẹ nha, phụ giúp được cái gì phụ giúp, đừng có như vậy này nha. Nếu mà lỡ trường hợp á, mà về quê con có đi bán nữa nha, lợi dạ, dạ, về nghỉ cho nó bán, cho nó nghỉ ha. Vậy là tuyệt vời rồi, cho đi học ha. Ồ, vậy là tuyệt vời rồi. Cho ba em đi học, em đi xin việc làm không nhà sao. Vậy là tốt rồi. Như vậy mình bắt cua bắt ốc bán cũng được nhé, đỡ hơn đây. Đây thất nghiệp là đói. Thôi thì trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Mình cố gắng đi nhá, dù gì thì bây giờ cuộc sống đã vậy rồi biết sao đây. Thôi thì cố gắng nỗ lực. Cố gắng nhưng mà làm sao cố gắng được cho các con được cấp sách tới trường. Thì sau này các con đỡ khổ nhá. Thì rất mong rằng tất cả cái video này khi mà đăng lên câu chuyện của nhà mình á, rất mong gặp được quý nhân, gặp được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thương tình gia đình nhà mình để hỗ trợ giúp đỡ gia đình mình, cho các bé, tạo điều kiện cho các bé được cấp sách tới trường. Thì một lần nữa chị đọc lại cái số điện thoại của chị đi. 0898 181 356. Chị là chị? Dạ, tên Châu Thị Linh. Chị Linh. Dạ. Đó thì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào trong cũng như ngoài nước, nếu mà yêu thương các bé, ở đây là em không cần cô chú phải yêu thương ba hoặc yêu thương mẹ, mà em chỉ mong rằng cái tình yêu của cô chú anh chị, cái tình thương á, thương ba đứa nhỏ, giúp cho ba đứa nhỏ, tạo điều kiện cho ba đứa nhỏ được cấp sách tới trường như những đứa nhỏ khác. Bởi vì khi mà em nói chuyện với bé mà bé nói những cái câu thật sự bản thân em ngồi đây thì rất đau lòng. Cũng vì thương hai em, thương cha mẹ bé mới đi làm, bản thân bé thì rất thích đi học. Đó là những cái câu nói mà thật sự rất là buồn. Nên rất mong rằng tất cả cô chú anh chị nếu ai yêu thương các bé thì có thể giúp các bé, được cho các bé được cấp sách tới trường. Thì cứ liên hệ trực tiếp với lại chị Linh là mẹ của bé, để mà cô chú anh chị để mà có giúp đỡ thì cứ liên hệ trực tiếp với gia đình. Rồi thì gia đình nhà mình hôm nay thì vui rồi nhá. Cố gắng thì hôm nay thì em sẽ đăng cái video này lên. Thứ nhất là báo tin cho tất cả cô chú anh chị vui mừng vì con trai nhà mình đã quay trở về một cách an toàn. Bởi vì khi mà đăng lên thì rất nhiều cô chú anh chị cũng như là bà con cô bác trên cộng đồng mạng rất lo lắng tình trạng cho bé. Nên mà bây giờ bé về thì chắc chắn rằng là cô chú anh chị sẽ rất là vui đấy. Gia đình nhà mình có đồng ý cho em chia sẻ cái video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Em thì không biết nói gì hơn, thì biết chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe. Và khi về quê rồi thì sẽ có cuộc sống tốt hơn ha. Và chúc cho các con thật nhiều sức khỏe nha. Chúc cho các con sẽ được cấp sách tới trường. Chú vẫn hy vọng, con trai nè, chú vẫn hy vọng rằng là sẽ có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hoặc các ông các bà các bác nào đó giúp các con nha. Rồi và con sẽ đừng có đi như vậy này nha. Hôm nay thèm ăn cái gì thì về thôi, kêu ba mẹ mua cho ăn nha. Thôi cố gắng nha, gia đình nhà mình cố gắng nha. Dạ rồi, em xin phép chào gia đình nhà mình. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.